Gia đình Đông Nhi ông Cao Thắng chính thức thông báo vừa hạ sinh thành công con gái thứ hai. Công khai dung mạo đầu đời khiến dân tình xôn xao. Đáng chú ý hơn cả là cái tên cực độc đáo mà hai vợ chồng đặt cho ái nữ. Sáng 22 tháng 8, ca sĩ Đông Nhi xác nhận đã vừa cạn thành công nhóc tỳ thứ hai. Con gái Đông Nhi và ông Cao Thắng chào đời vào rạng sáng 21 tháng 8 tại một bệnh viện quốc tế. Cô cũng chính thức công khai dung mạo ái nữ và hé lộ loạt thông tin đặc biệt của bé. Theo đó, em bé thứ hai của vợ chồng chủ tịch ông Cao Thắng có tên là ông Gia Hân, tên thân mật là Hani, hào hào với tên chị cả Winnie. Đông Nhi giải thích về ý nghĩa tên thật của bé. Cái tên Gia Hân đơn giản là vì ba mẹ mong muốn có một gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc và nhiều tiếng cười. Gia đình nhỏ biết ơn các cô chú đã yêu thương và dành nhiều lời chúc thời gian qua nha. Nữ ca sĩ cho biết được chồng và con gái đầu lòng bên cạnh động viên trong ngày sinh nở. Lần này thì mẹ đã có kinh nghiệm hơn nên trộm vía cả Hani và mẹ đều rất khỏe. Ba thì vẫn túc trực bên ba mẹ con, còn chị hai Winnie thì đúng nghĩa mẹ em không rời luôn. Trong bức ảnh đầu tiên của bốn thành viên, Đông Nhi trông còn khá mệt mỏi, nhưng nụ cười và ánh mắt toát lên niềm hạnh phúc thấy rõ. Ông Cao Thắng biểu cảm vỡ òa, ôm trọn vợ và hai con trong vòng tay. Nhiều nghệ sĩ, công chúng, bạn bè đồng loạt gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ. Bà xã ông Cao Thắng lý giải thêm về tên gọi của con gái. Cái tên Gia Hân đơn giản là vì ba mẹ mong muốn có một gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc và nhiều tiếng cười. Gia đình nhỏ biết ơn các cô chú đã yêu thương và dành nhiều lời chúc thời gian qua nha. Như vậy, sau 5 năm về chung nhà, tổ ấm của gia đình nữ ca sĩ càng thêm viên mãn khi đón thành viên mới. Bé Winnie 4 tuổi chính thức lên chức chị gái. Vào đúng dịp kỷ niệm 15 mùa Valentine bên nhau, Đông Nhi xác nhận đã mang bầu lần 2. Ông Cao Thắng cho biết hồi hộp đến toát mồ hôi khi đang chơi trao đổi quà thì Đông Nhi và con gái mang đến một chiếc hộp bí mật. Bên trong hộp quà của ông Cao Thắng có một chiếc que thử thai hai vạch, ti giả với em bé, kèm một tấm thiệp Hello Daddy. Hậu đám cưới hoành tráng tại Phú Quốc, nữ ca sĩ vẫn duy trì công việc đi diễn ở các sự kiện lớn, còn ông Cao Thắng lui về quản lý công ty giải trí, làm hậu phương cho vợ. Trước khi mang bầu lần hai, vợ chồng Đông Nhi đã có một bé gái tên Winnie, hiện đã hơn gần 4 tuổi. Nhóc tỳ nhà ông Cao Thắng là một trong những em bé có lượng follow khủng trên mạng xã hội. Trước khi sinh con thứ hai, Đông Nhi đã chụp bộ ảnh kỷ niệm cùng ái nữ đầu lòng và nhắn nhủ: Winnie của mẹ, từ ngày biết được mình sắp làm chị lớn, con sốt sắng đến lạ, đêm nào cũng hôn, chúc em ngủ ngon, ngày thì vuốt ve âu yếm, có đồ chơi mới, đồ ăn con đều để dành cho em. Như thể con và em đã gắn kết với nhau từ rất lâu. Bỗng dưng trưởng thành lúc nào mẹ không hay biết. Mẹ mong con gái của mẹ vẫn luôn vẹn nguyên trái tim cháy bỏng. Lúc thì dịu dàng ấm áp, đôi khi tinh nghịch đáng yêu. Mẹ sẽ luôn bên cạnh, chăm sóc và yêu thương con một cách vô điều kiện. Đông Nhi chia sẻ, mỗi hành trình trôi qua đều quá đỗi kỳ diệu. Mẹ luôn muốn lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc đặc biệt trên chặng đường ấy. Để sau này khi lớn lên và nhìn lại, con gái sẽ cảm nhận được mẹ đã hạnh phúc nhường nào khi có thêm con là người bạn đồng hành trên quãng đường đời của mẹ. Đông Nhi là ca sĩ thành công qua nhiều ca khúc như Khóc Ngọt Ngào, Cho Em Một Lần Yêu, Queen Girl, Vì Ai Vì Anh. Trong khi đó, ông Cao Thắng từng là ca sĩ, về sau chỉ hướng kinh doanh. Anh còn được biết đến khi là thiếu gia tập đoàn nhựa nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi về chung nhà vào năm 2019, cuộc sống của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm.